Hey guys, welcome back to Vith English with today's video. And uh, for today's lesson, we're gonna take a look at uh, an article. And by using that article, I'm gonna share to you about the way that you can uh, you can improve your vocabularies as well as the grammar structures uh, uh, through reading. Okay, for me, the best, uh, remember, for me, the best way to improve your English proficiency, I mean, about vocabularies and grammar structures, is reading. Reading is the best way for you. If you are beginners, even with the advanced level, you also need to read. to accumulate your vocabulary and to practice your grammar structures. Hôm nay chúng ta sẽ xem một cái bài đọc và sau đó là là mình sẽ thông qua các đọc mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái 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 cái, cái cách để mà lấy từ vựng cũng như là gì ngữ pháp nhé cách để mà lấy từ vựng cũng như là ngữ pháp từ từ các bài đọc thì với với mình thì việc đọc ấy là cái cách tốt nhất để các bạn tích lũy từ vựng cũng như là ngữ pháp ok cho kể cả là người mới bắt đầu cũng như là người đã qua giai đoạn mới bắt đầu Alright, first uh, thing first, we have uh, a circle of English over here. Let Let's imagine I have a a circle of of language, of English over here. Right, you have two things that you need to learn to like master your your circle of of english first you need to have vocabularies second you need to have grammar structures understand vocabularies are pieces of information and grammar are the ways that you connect all of those information together and make it become a meaningful sentence. Thử tưởng tượng chúng ta có một cái vòng tròn ngôn ngữ ở đây. Thì có hai điều các bạn cần phải học để mở giao tiếp được bằng cái ngôn ngữ này. Đó là từ vựng và ngữ pháp. Theo mình, theo ai thì cũng vậy thôi tư vựng là gì là những cái mảnh thông tin rời rạc ngữ pháp là cái cách mà các bạn kết nối những thông tin đó lại với nhau để tạo thành một câu có ý nghĩa đúng wow. không vậy thì bất cứ phương pháp nào đi chăng nữa thì các vị cũng phải tập trung vào cải thiện cải thiện cái gì cải thiện hai cái cái kỹ năng này hai cái yếu tố này rồi thì cái việc học ấy, thì nó sẽ chia làm ba bước. For example, I have a pen over here. Most of the time you learn like this. Pen is a noun. It means bút viết in Vietnamese. Tôi có một cái bút ở đây. Thì hầu hết chúng chúng ta học từ hồi phổ thông là gì chúng ta sẽ học từ này pen sorry pen là một cái bút nó là danh từ nó phát âm là pen sau đó chúng ta viết nó ra và đợi cô giáo gọi lên bảng và chúng ta sẽ viết lên bảng đúng không nhưng it's not enough but it's not enough if you learn like that okay it's not enough Task Way of learning is the reason why you couldn't listen because you learn is separately, you don't understand how to use it in a sentence, how to use it in the sentence, and you don't practice it. So remember when you learn a vocabulary, such as the pen over here, okay. You need to understand it. And what I mean by understand is that you need to make a sentence with the word that you just learned. For example, I have pen is the thing that you can use to write down your ideas. So I know that pen can be a subject. I understand that pen can be a subject. Or I'm using my pen to write down your your thoughts. Pen now becomes object. Get it? So by making a sentence you understand how to use the word pen in in a conversation in a sentence. Okay? And by making a sentence you also practice your grammar. Get it? And for practice you continue to make sentence or you can record yourself or talk to your learning partner or try to use The word and the sentence and the grammar that you just learn in in any conversation whenever you have opportunities whenever you have opportunities Thì việc học phải trải qua làm ba bước mình nói lại này việc học phải trải làm qua làm ba bước không thể học không thể học Chỉ dừng lại việc biết được chúng ta phải gì chúng ta phải hiểu nó hiểu bằng cách là mình đặt câu nhé hiểu là bằng cách mình đặt câu hiểu bằng cách mình đặt câu ví dụ như trong cái câu đầu tiên uh, pen là thứ mà dùng để gì đây uh, để 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 viết những cái ý tưởng của bạn ấy thì thì pen ở đây là gì là chủ ngữ còn ở cái câu thứ hai tôi dùng chiếc bút để làm gì đấy thì cái bút cái viết ở đây nó là tân ngữ thì khi mà đặt câu thì các vị các bạn sẽ gì sẽ biết được vai trò của cái từ mình học trong câu là nó như thế nào ok nhé yeah. right. nên 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 mình phải học theo đủ ba bước như vậy đủ ba bước như vậy ok rồi um... sau đó là mình phải thực hành sau đó là các bạn sẽ thực hành thực hành bằng cách là có bất cứ cơ hội nào để nói thì mình sẽ nói có cơ, bất cứ cơ hội nào để thảo luận với ai đó với người nào học cùng thì cũng mình cũng sẽ thảo luận hoặc là tự thu âm tự thu âm và nghe lại cái câu mà mình đặt cái cách phát âm của mình thì đó là cái cái việc cần làm để chinh phục được cái tư vựng thì ngày xưa mình học y hệt như thế này thì cái, 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 nó sẽ cải thiện cái khả năng nhớ từ vựng rất là tốt. Đấy. Nice. Ừ, cái video cũng khá là dài rồi. Thôi được rồi. Uh, hơi lạc đề một xíu nhưng mà chúng ta sẽ dừng video ở đây. Còn các cái bài đọc sau đó là đặt câu các kiểu thì các bạn tìm uh, quanh quanh ở uh, 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 cái kênh YouTube này thì, thì mình cũng thấy rất là nhiều nhé Ok mình cố gắng làm các cái video nó ngắn thôi nó khoảng 10 dưới 10 phút thôi để để làm gì để để, để cho cái việc học của các bạn nó nó, nó đỡ chán dành cho cái những người bận rộn mà đúng không thì những cái video về các cái bài đọc đó mình sẽ mình sẽ post liên tục nhé ok bye bye